Các ngôn sứ loan báo về những gì sẽ xảy ra cho anh em. Vì thế, anh em hãy tỉnh thức và bình lòng trong cậy. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, các công sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này và đã đi xong về ẩn sự dành cho anh em. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó. Nên các ngài đã tìm hiểu xem thần khí muốn cho thấy chuyện đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phần sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà mấy các người giảng tin mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Nhưng những người con biết bất phục, anh em đừng chìm theo những đam mê trước kia. Lúc anh em còn mê muội, anh em hãy sống thánh thiện trong các ân đức ở, để nên giống đấng thân đã kêu gọi anh em. Vì có lời kinh thánh chép, hãy sống thánh thiện, vì ta là đấng thân. Đó là lời Chúa. Và vẫn chúng con đã bỏ ngôi sự bằng thanh
Chúa đứng lên làm gì khi bước theo thầy? Bạn ở đây có lẽ cũng là cái tâm trạng của con người của chúng ta khi theo đạo, khi bước theo Chúa và chân thành đối với con người. Khi mà đặt những câu hỏi, những câu hỏi cũng thay đổi này, chúng ta đôi lúc ngồi suy tư ngẫm nghĩ, chúng ta vẫn và nghĩ rằng chúng ta được lời gì khi bước theo Chúa. Thú thật, nhìn vào cuộc sống để rồi nói về cái thế giới vật chất này thì chẳng thấy được nơi tâm chi chăng. Có thể nói như vậy. Rồi có nhiều người với một cái lòng đạo nó khô khan, vấn đề học giáo lý, vấn đề đến với Chúa trong các vấn đề thánh thể, phục vụ lời Chúa, phục vụ thánh thể, rồi các phục vụ uy tín ai đi đến khác, dường như người ta chẳng thể quan tâm, bởi vì người ta không cảm nhận được một cái gọi là cái lời ích thiêng liêng ở trong tâm hồn của mình khi bước theo Chúa. Ngày hôm nay Chúa lại trả lời cũng là một câu hỏi hơi bị quá cực của tôi xin. Anh em sẽ được gấp trăm cha mẹ, vợ con, ruộng vườn và sự ngược đãi cũng như sự khinh bỉ và sự sống phi thường. Người ta cảm nhận được cái sự ngược đãi, sự khinh bỉ ở trong cuộc đời. Người ta cảm nghiệm những cái gọi là cái tai nạn thường xảy ra với mình khi theo Chúa. Thánh Francisco Assisi là một ví dụ. Một con người ở trong một gia đình có thể nói là giàu có, khá giả, tương lai đang ở trước mắt với những cái địa vị, nếu ông tiếp tục cái con đường học vấn của mình thì danh vọng cũng sẽ với ông. Thế nhưng tất cả ông đã từ bỏ, từ bỏ để trở thành một người mạnh khất, sống triệt để tinh thần của tín mừng của phúc âm, với trở thành một con người phô trợ có tâm hồn nghèo khó. Và ông không chỉ là tâm hồn nghèo khó mà ông cả sống trong cuộc đời vật chất nghèo khổ, mặc dù có điều kiện để có thể được sống tốt, sống trở thành một gia đình ở trong một gia đình giàu có. Và điều này đã làm cho gia đình khó chịu. Thời đại nào cũng vậy thôi, trở thành một người ăn xin, trở thành một người hành khất là bị khinh bỉ, bị sỉ nhục. Thương là vậy. Và gia đình đã tìm cách để đổi từ ông. Từ mọi sự công nhận rằng cái người con ở trong gia đình nữa vì sự sỉ nhục gia đình. Ông đã trả lại tất cả và ông đã tìm kiếm hạnh phúc của mình bằng cái con đường gặp gỡ ở trong khó nghèo, ở trong đau khổ để được Chúa. Chúa đó chính là phần thưởng lớn lao nhất mà thầy Francisco Assisi quan niệm. Hơi khó hiểu cái bài tin mừng ngày hôm nay, thế nhưng có lẽ cái phần thưởng quan trọng nhất mà chúng ta có thể đón nhận được khi bước theo Chúa có thể nói là đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng và cái cuộc gặp gỡ Chúa ở sau cõi đời này, đời sống vinh cửu. Đạt được cái ý nghĩa đó, hiểu được cái ý nghĩa đó trong cái đời sống xã hội, trong đời sống vật chất ngày hôm nay thì có lẽ hơi khó. Suy nghĩ cầu nguyện để rồi chúng ta có thể tìm được thành ý của Thiên Chúa khi mà chúng ta bước theo Ngài, và xin cho mọi người chúng ta cũng mạnh dạn chọn lựa và cái con đi theo cái con đường của Chúa, để con đường gọi là con đường thập giá, con đường khổ đau, con đường bị người ta khinh bỉ, đó là một cơn đức khi con lại đi, để chúng ta có thể bước theo Ngài và đón nhận cái sự sống vĩnh cửu ở đời sau.